Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United chọn người Juventus làm giám đốc bóng đá. Daniel James chất xúc tác cho sự hỗn loạn của Oli. Henderson dù xuất sắc vẫn dự bị cho De Gea ở MU. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU định đoạt tương lai Cavani. Hè 2020, MU đã ký hợp đồng 1 năm với Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Cho đến lúc này, tiền đạo 34 tuổi người Uruguay đã có những đóng góp nhất định cho Quỷ Đỏ. Anh ghi được 7 bàn và 2 kiến tạo sau 24 trận đấu trên mọi đấu trường. Cùng với ảnh hưởng của Cavani tạo ra cho đội bóng, MU đã quyết định sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm để giữ chân cầu thủ người Uruguay. Theo truyền thông Anh, các cuộc đàm phán với đại diện của Cavani đã được lên kế hoạch. MU chọn người Juventus làm giám đốc bóng đá. Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản Man United từ tay người tiền nhiệm Jose Mourinho, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa tìm được người lý tưởng ngồi vào vị trí giám đốc bóng đá. Do đó, những thương vụ chuyển nhượng của Quỷ Đỏ phần lớn được quyết định bởi phó chủ tịch Old Trafford và huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Những năm qua, các cổ động viên Man United hướng sự chỉ trích của mình về Old Trafford khi nhận định người đàn ông 49 tuổi chỉ chăm lo doanh thu mà xem nhẹ khía cạnh chuyên môn, thành tích của đội nhà. Bên cạnh đó, công tác chuyển nhượng chậm chạp, thiếu quyết đoán thời gian gần đây càng khiến nhiều cổ động viên có lý do yêu cầu Man United sớm chọn ra một giám đốc bóng đá mới. Mới đây, tờ City News tiết lộ, nửa đỏ thành Manchester đã lên kế hoạch đưa CEO của câu lạc bộ Juventus Matteo Tonozzi về sân Old Trafford đảm nhiệm vai trò giám đốc bóng đá ở MU. Ngoài đội bóng nước Anh, Celtic cũng được cho là có ý định rời Matteo Tonozzi để về làm việc. Tuy nhiên, Man United chiếm ưu thế hơn hẳn đội bóng Scotland bởi danh tiếng, tiềm lực tài chính và tham vọng. Báo chí Anh nhận định Matteo Tonozzi có thể giúp Man United lột xác trên thị trường chuyển nhượng với cách tiếp cận nhanh chóng, chính xác cùng đường hướng phát triển câu lạc bộ nhất quán hơn. Ole Gunnar Solskjaer sẽ có thêm sự trợ giúp đắc lực trong các quyết định mua bán cầu thủ nếu Matteo Tonozzi đến sân Old Trafford. Lukaku 2.0 mơ về việc khoác áo MU. Thời gian tới, nếu thực sự quyết tâm, Man United có thể mang về sân Old Trafford một Lukaku mới. Theo nguồn tin từ tờ Marca, Brian Brobey đã có ý định chia tay Ajax và gia nhập một đội bóng lớn ở châu Âu. Cụ thể, Brobey mơ ước khoác áo Man United sau khi rời Ajax. Hồi đầu tháng, giám đốc thể thao Mark Overmars xác nhận cậu ấy đã chọn chơi bóng ở nơi khác sau mùa hè. Thật khó để tôi chấp nhận, nhưng đó là quyết định của cậu ấy. Sở hữu thể hình và thể lực đáng nể, Brobey được giới chuyên môn đánh giá là có lối chơi tương đồng với Romelu Lukaku. Mới 19 tuổi, Brobey đã có khả năng sân bàn rất cừ. Bằng chứng là Brobey vừa ghi bàn giúp Ajax hạ gục Lille 2-1 trong khuôn khổ vòng 1/16 Europa League. Dù vậy, với việc Mino Raiola là người đại diện, Man United rõ ràng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc theo đuổi Brobey. Lý do là bởi mối quan hệ giữa đôi bên đang trở nên xấu đi rất nhiều sau những vụ lùm xùm liên quan tới Paul Pogba. Daniel James chất xúc tác cho sự hỗn loạn của Ole Gunnar Solskjaer. Trong bối cảnh đội hình Man United đang bị chấn thương gõ cửa, ngôi sao trẻ của Quỷ Đỏ đã chứng minh được anh là một phương án thay thế hợp lý cho đội nhà. Real Sociedad là một đội bóng khó chơi ở mùa giải này. Điều đó đã được chứng minh khi ở La Liga. Đoàn quân của huấn luyện viên Iamon đã chiến thắng 8 trên 10 trận mở màn tại La Liga, có một mùa giải bùng nổ và hiện đang xếp thứ 5 tại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha. Khi được xếp vào cùng bảng đấu với Manchester United, không ít người thậm chí còn e ngại cho thầy trò Solskjaer. Rõ ràng, Real Sociedad được đánh giá rất cao ở Europa League mùa này. Và họ đã nhận một thất bại bất ngờ lên đến 4-0 trước đoàn quân của Quỷ Đỏ ở trận. Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã ghi được 4 bàn thắng chung cuộc nhờ vào khả năng tận dụng những pha phản công chất lượng và những đường chuyền vượt tuyến. Quỷ Đỏ đã hưởng lợi từ việc sử dụng một tiền đạo chơi tự do nhưng vẫn biết nắm lấy cơ hội và chuyển hóa thành bàn thắng. Bước vào trận đấu trong bối cảnh Edinson Cavani đang có vấn đề với chấn thương cơ, Oli đã tung ra đội hình 3 tiền đạo, bao gồm Marcus Rashford ở cánh trái, Greenwood ở trung tâm và Daniel James ở bên phải. Trước một đội bóng chơi pressing tầm cao nhưng không mạnh về việc kiểm soát những đường lên bóng của đối thủ như Real Sociedad, bộ 3 tiền đạo trẻ của Man United chắc chắn có nhiều không gian để sáng tạo hơn. Nói về Rashford, đây là một cầu thủ tài năng, có kỹ năng cầm bóng và năng động trong việc chuyển bóng cũng như di chuyển. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm lại không đáp ứng được như kỳ vọng. Dẫu vậy, Rashford vẫn để lại được dấu ấn của mình sau trận đấu với những đường chuyền tinh tế xuyên thẳng trong vòng cấm đối phương, một phong cách chơi bóng đã được huấn luyện viên Ole củng cố kể từ sau chiến thắng trước Liverpool tại FA Cup của Man United. Ở trung tâm hàng tiền đạo, Greenwood có một ngày thi đấu ấn tượng, cho thấy tố chất trở thành số 9 toàn diện tiếp theo của câu lạc bộ. Theo lời chia sẻ của chính Ole, tiền đạo trẻ này có lẽ cần 1 hoặc 2 năm nữa để trở thành mối đe dọa thường trực ở khu trung tuyến.
Cùng với sự bổ trợ của Bruno Fernandes, hai cầu thủ người Anh nhiều khả năng sẽ trở thành quân bài đáng gầm nơi tuyến đầu của Quỷ Đỏ. Và một cái tên thường ít được nhắc đến trong những trận đấu gần đây, Daniel James, là nhân tố cuối cùng mà người hâm mộ Man United cần để tâm tới. Là người ghi bàn thắng cuối cùng cho đội bóng trong trận đấu rạng sáng nay, James cho thấy được sự bình tĩnh và khả năng chớp cơ hội nhanh chóng của mình. Màn trình diễn trước Real Sociedad vừa qua có thể được xem như màn trình diễn tốt nhất mùa giải này của cầu thủ trẻ khi anh mang đến được sự rắc rối và khó chịu trực diện cho hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Đó là một bàn thắng tốt. Tôi thích việc cậu ấy đưa ra quyết định đi bóng thẳng thay vì tìm kiếm một giải pháp chuyền bóng quá sớm. Và vì vậy, tôi hài lòng với cậu ấy, huấn luyện viên Oli chia sẻ sau trận. Cậu ấy đang trở lại trạng thái tốt nhất của mình, đó là Daniel. James đã có cho mình một bàn thắng và một pha kiến tạo ở trận đấu đầu tiên tại Europa League. Anh chăm chỉ, siêng năng chạy chỗ và tốc độ của James là điều giúp anh trở nên hữu ích trong việc giành quyền kiểm soát bóng. Không ai ở Man United bọc lót tốt cho Aaron Wan-Bissaka tốt như cầu thủ 23 tuổi ở trận đấu vừa rồi, mặc dù cánh phải không phải là vị trí ưa thích của anh. Ở kỳ chuyển nhượng tháng riêng, từng có tin đồn cho rằng James sẽ bị đem cho mượn. Giờ đây, anh vẫn xuất hiện tại sân vận động Old Trafford và sau trận đấu với Real Sociedad, chắc chắn rằng vị trí của anh đã được củng cố thêm một bậc trong mắt Ole Gunnar Solskjaer. James chạy chỗ thường xuyên khiến anh trở nên nguy hiểm trước các đội có xu hướng phòng ngự dâng cao. Đối với những hàng phòng ngự lùi sâu, anh có thể giúp đội bóng kéo giãn hàng thủ đối phương. Xu hướng của Ole gần đây cho thấy ông muốn tiếp tục cho đội hình triển khai các đường lên bóng từ hai cánh, khu vực sát đường biên nhằm tạo thêm khoảng trống cho các cầu thủ tấn công dâng lên ở trực diện. Lối chơi này của Man United đã có phần sụt giảm đi đôi chút sau khi Paul Pogba gặp chấn thương. Giờ đây, với sự góp mặt của Daniel James, Ole rõ ràng đã có cho mình một phương án thay thế hợp lý để có thể tiếp tục thử bóng đá hỗn loạn đang dần hình thành nên thương hiệu của ông. James luôn ở trong suy nghĩ của tôi, cậu ấy luôn cố gắng cho một vị trí chính thức, thuyền trưởng của Quỷ Đỏ chia sẻ. Bạn có thể thấy tốc độ của cậu ấy chạy phía sau đối thủ và tôi nghĩ cậu ấy đã ghi bàn trong 3 hoặc 4 lần ra sân gần đây nhất, cậu ấy hiểu chúng tôi đánh giá cao cậu ấy như thế nào. Năm sao Man United không thể ra sân vào cuối tuần. Hiện tại, lực lượng của Manchester United cũng đang bị sứt mẻ trầm trọng. Donny van de Beek và Edinson Cavani không thể góp mặt trong cuộc chạm trán với Real Sociedad, Paul Pogba và Phil Jones vẫn chưa thể quay trở lại. Còn Scott McTominay đã phải sớm rời sân ở cuộc chiến tại Turin. Mới đây, huấn luyện viên Solskjaer đã lên tiếng về vấn đề này. Tàu Metro dẫn lời vị thuyền trưởng người Na Uy. Chúng tôi hy vọng Donny van de Beek và Edinson Cavani sẽ xuất hiện, nhưng không chắc chắn. Kết quả sẽ có sau buổi tập vào thứ Bảy. Paul Pogba và Phil Jones sẽ vẫn sẽ ngồi ngoài. Tôi không biết Scott McTominay sẽ ra sao. Van de Beek và Cavani cũng tương tự. Tôi không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ chờ đợi họ cho đến trước buổi tập vào thứ Bảy, hy vọng rằng cả hai sẽ có thể ra sân. Henderson dù xuất sắc hơn nữa, vẫn bị dự bị cho De Gea ở MU. Dan Henderson, sản phẩm của Học viện Đào tạo trẻ MU, cuối cùng đã có cơ hội để thể hiện ở mùa giải 2020-21 sau hai mùa giải liên tiếp cho Sheffield United mượn. Anh được đánh giá sẽ cạnh tranh vị trí với De Gea, nhưng cuối cùng, Henderson vẫn chủ yếu được dùng ở những trận đá cúp thay vì ở giải ngoại hạng Anh. Sau khi chứng kiến Henderson giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-0 ở Europa League, huyền thoại của Quỷ Đỏ là Paul Scholes giải thích vì sao Solskjaer ưu tiên dùng De Gea hơn. Tôi gần như không bỏ qua một trận đấu nào của MU, tôi là một người hâm mộ lớn của De Gea. Ở trận đấu với Everton, De Gea đã mắc một vài sai lầm và tôi từng nghĩ Solskjaer sẽ mất kiên nhẫn với anh ta, đồng nghĩa với cơ hội mở ra với Henderson. Nhưng cuối cùng, Solskjaer đã không làm như vậy. Cậu ấy vẫn để De Gea chấn giữ khung thành trước West Brom và West Ham. Về cơ bản, De Gea đã làm tốt công việc của mình ở hai trận đó. Do đó, Henderson không tiếp tục không được trao nhiều cơ hội để gây ấn tượng. Trận đấu vừa rồi với Sociedad, Henderson đã thực hiện vài pha cứu thua trong hiệp 1 và phong độ như vậy cần phải được duy trì. Solskjaer biết Henderson là một thủ môn chất lượng, nhưng vào thời điểm này, cậu ấy dường như chưa đủ cơ sở để nói rằng Henderson hay hơn De Gea. Bruno Fernandes sắp san bằng thành tích ghi bàn và kiến tạo của Messi. Trong trận đấu giữa Sociedad và MU tại lượt đi vòng 1/16 Europa League, Bruno Fernandes đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng ấn tượng 4-0 và đặt một chân vào vòng 1/8. Tính đến thời điểm hiện tại, Bruno Fernandes đã tham gia vào 52 bàn thắng, trong đó có 33 bàn ghi được, 19 pha kiến tạo trong tổng cộng 58 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU. Thành tích này của Bruno Fernandes hơn 10 bàn thắng so với bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League trong cùng quãng thời gian. Anh chỉ kém hai ngôi sao Lionel Messi và Robert Lewandowski. Trong khoảng thời gian hơn một năm qua, Messi đóng dấu giày vào 53 bàn thắng, Lewandowski là 67 bàn. Ngoài thành tích đáng nể, Bruno Fernandes được đánh giá cao ở ảnh hưởng mà anh tạo ra trong các trận đấu của MU. Cự sao Sporting Lisbon đang là trung tâm của lối chơi mà MU đang xây dựng, nhưng cũng vì thế đã có những ý kiến lo ngại rằng MU đang quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes.
Nếu Bruno Fernandes không xuất hiện, MU không xuất hiện. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và cậu ấy thúc đẩy MU tiến lên. Cựu cầu thủ Jason Koundé bình luận trên Talksport: "Tôi thấy lo cho MU. Nếu có 5 đến 6 trận đấu mà cậu ấy dính chấn thương, treo giò hoặc thậm chí có phong độ không cao thì dễ ra sao? Bruno Fernandes có lẽ là cầu thủ ổn định nhất ở Premier League. MU sẽ không tuyệt vời như vậy nếu không có cậu ấy." Kevin De Bruyne đã vắng mặt trong các trận đấu của Man City. Nếu Bruno Fernandes không khoác áo MU trong cùng khoảng thời gian, họ sẽ cảm nhận được điều đó. MU đang quá dựa dẫm vào cậu ấy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.